Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 1, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Alexander Leonov, lãnh đạo công ty NPO Mashinostroyeniya, sản xuất tên lửa siêu vượt âm Zircon thế hệ mới của Nga cho biết loại tên lửa này cần được thử nghiệm thêm trước khi có thể đưa vào sử dụng và việc này sẽ mất một khoảng thời gian. Ông Leonov lưu ý, việc đưa tên lửa Zircon vào sử dụng không phải là thủ tục nhanh chóng và sẽ liên quan đến số lượng vụ thử nghiệm nhất định. Hiện chưa rõ việc này sẽ diễn ra theo hình thức nào. Các tên lửa siêu vượt âm Zircon phóng từ biển có tầm bắn được cho là 900 km và có thể di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh, khiến công tác phòng thủ loại tên lửa này trở nên khó khăn. Nga tuyên bố sẽ trang bị tên lửa Zircon cho các tàu ngầm hạt nhân mới. Hồi tháng 2 năm 2023, ông Sidhard Koshan, chuyên gia hải chiến tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, cơ quan cố vấn quốc phòng của Anh cho rằng Zircon là vũ khí mạnh nhưng cũng có những hạn chế lớn. Chuyên gia này nói, việc triển khai hoạt động của Zircon là bước phát triển quan trọng nhưng không nên phóng đại tầm quan trọng của nó. Các chuyên gia lưu ý, vật thể di chuyển ở tốc độ siêu âm từ Mach 5 trở lên, làm ion hóa không khí xung quanh, tạo ra lớp vỏ plasma bao quanh vật thể chặn tín hiệu radar. Cũng liên quan việc hoàn tất thử nghiệm tên lửa, trước đó Nga cũng hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái UAV và sẽ sớm đưa vào sử dụng cùng các hệ thống phòng tên lửa đất đối không trong khu vực hoạt động quân sự ở Ukraine. Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với quân đội đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống UAV. Trong thời gian tới, các hệ thống tên lửa phòng không này sẽ được đưa vào sử dụng, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo nguồn tin, các tên lửa này được thiết kế chủ yếu để loại bỏ UAV cỡ nhỏ, UAV quadcopter cũng như UAV góc nhìn thứ nhất, những loại đang được sử dụng nhiều ở tiền tuyến để trinh sát và tấn công. Các tên lửa mini sẽ được sử dụng trong hệ thống phòng không Pantsir-SM đã được hiện đại hóa và sử dụng ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt từ năm 2023. Tên lửa mini mới có thiết kế tiêu chuẩn phù hợp với tổ hợp Pantsir nhưng có kích thước giảm đáng kể cả về đường kính và chiều dài. Nhờ vậy, một tổ hợp Pantsir-SM có thể được trang bị 48 tên lửa chống UAV máy bay không người lái thay vì 12 tên lửa tiêu chuẩn. Tên lửa mới cũng rẻ hơn đáng kể so với tên lửa tiêu chuẩn, từ đó làm tăng hiệu quả kinh tế của Pantsir-SM vì sẽ không cần phải bắn trúng UAV bằng loại đạn đắt hơn gấp 10 lần so với giá trị mục tiêu. Hồi tháng 8 năm 2023, Tập đoàn Vũ khí Chính xác Cao, công ty mẹ của doanh nghiệp chế tạo tên lửa mini cho hay, sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm, Bộ Quốc phòng sẽ xác định các điều kiện và số lượng tên lửa cung cấp cho quân đội. Công nghệ chống UAV đang được phát triển nhanh chóng nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng do máy bay không người lái UAV gây ra. Các hệ thống này sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như gây nhiễu tần số vô tuyến, gây nhiễu tín hiệu và phá hủy vật lý để vô hiệu hóa UAV trên không. Nhà báo Ukraine Andriy Tapienko ngày 26 tháng 1 chia sẻ lên Telegram video lực lượng nước này sử dụng phương tiện không người lái mặt đất UGV cảm tử hay còn gọi là robot quân sự tấn công một cây cầu ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Ukraine. Đầu video là cảnh binh sĩ Ukraine kiểm tra lại robot lần cuối trước khi triển khai cuộc tập kích. Đoạn sau được quay bằng máy bay không người lái UAV trinh sát, cho thấy robot di chuyển trên các con đường đầy tuyết, suýt đâm phải một vật thể dường như là rocket chưa phát nổ, song đã kịp dừng lại để chuyển hướng. Sau khi đến được gầm cây cầu cạn, nó kích hoạt khối thuốc nổ nặng 55 kg mang theo, tạo thành vụ nổ lớn phá sập công trình. Nhà báo Taplienko bình luận, chiếc UGV bánh lốp đã vượt qua quãng đường dài 4 km để thổi bay cây cầu. Tuy không phổ biến bằng UAV, robot quân sự cũng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine, được hai bên sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như chở thương binh, vận chuyển đạn dược cài mìn và rà phá thiết bị nổ. Video do nhà báo Taplienko đăng dường như là hình ảnh thực tế đầu tiên về UGV khi được dùng làm vũ khí cảm tử. Không rõ lực lượng Ukraine đã sử dụng loại robot quân sự nào, song hình dạng của nó có nét tương đồng với UGV Raytel-S, biệt danh lửng mật, được Ukraine công bố tháng 10 năm ngoái. Raytel-S hay Honeybugger có thể chở tới 35 kg ở tốc độ tối đa 45 km/h. Phương tiện này có thể hoạt động trong 40 đến 50 phút ở tốc độ trung bình hoặc tối đa 2 giờ với tốc độ chậm hơn. Hình ảnh Raytel-S được Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Các bức ảnh cho thấy một phương tiện không người lái 4 bánh được gắn đạn cối 82mm mô phỏng. Một bức ảnh khác cho thấy nó được gắn thiết bị lọc tín hiệu và mìn chống tăng TM62 màu vàng. Trước đó, quân đội Ukraine đã bất ngờ triển khai robot chiến đấu mặt đất UGV Ironclad để tập kích một cứ điểm của Nga tại tiền tuyến. Trong đoạn video, robot chiến đấu Ironclad đã nã đạn liên tiếp về phía một cứ điểm của đối thủ trên một con đường mòn. Ngoài những phát đạn từ súng máy, UGV của Ukraine được xác nhận còn có thể sử dụng súng phóng lựu. Truyền thông Ukraine cho biết Ironclad là UGV do công ty Robonius phát triển. Về cơ bản, phương tiện này gồm một tháp pháo được đặt trên khung gầm của một xe địa hình bọc thép. Trọng lượng của Ironclad rơi vào khoảng 1,8 tấn, tải trọng tối đa đạt 350 kg, phạm vi hoạt động 130 km mỗi lần sạc. Lớp vỏ của UGV này được thiết kế để có thể chịu được đạn 7,62 mm thông thường. Phần tháp pháo có nhiều biến thể, được trang bị súng máy tự động hoặc súng phóng lựu tùy vào nhiệm vụ tác chiến. Ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine cho biết, robot chiến đấu Ironclad có tốc độ tối đa khoảng 20 km/h. Hoạt động của robot này có thể được quản lý từ xa, cho phép đặt trạm điều khiển ở khoảng cách an toàn, từ đó giảm thiểu nguy cơ cho người vận hành. Lục quân Ukraine tháng 12 năm ngoái cho biết robot quân sự được triển khai nhiều hơn trên chiến trường, cho thấy thiết bị này có thể sẽ đóng vai trò lớn hơn trong tương lai. Ngoài UAV và UGV, Kiev còn sử dụng xuồng không người lái USV mang thuốc nổ để tập kích nhiều mục tiêu Nga trên và xung quanh bán đảo Crimea, gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương trong năm 2023. Tuy nhiên, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksiy Neipapa hồi đầu tháng thừa nhận quân đội Nga đã tìm được cách đối phó xuồng cảm tử của Kiev và nước này cần phải thay đổi chiến thuật. Cơ quan an ninh Ukraine SBU mới đây tuyên bố đã trang bị bệ phóng rocket cho xuồng tự sát Sea Baby trong nỗ lực tìm hướng đi mới để xuyên phá hiệu quả hơn phòng tuyến Nga ở Biển Đen. Thời gian vừa qua, báo chí có một số tin bài phản ánh sức mạnh UAV, máy bay không người lái của Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đang đặt câu hỏi liệu Ukraine sẽ duy trì lợi thế trong cuộc giao tranh bằng UAV này được bao lâu nữa. Điều đáng lưu ý là cuộc xung đột UAV đã nhanh chóng thay đổi, với sự ra đời của nhiều mẫu UAV mới cùng các chiến thuật mới gắn liền với các biến đổi không ngừng trên chiến trường. Theo thời gian, Nga đã kiểm soát bầu trời tốt hơn và có khả năng phát hiện, bắn hạ các mẫu UAV cỡ lớn này một cách dễ dàng. Trong bối cảnh ấy, Ukraine chuyển sang sử dụng công nghệ UAV nhỏ hơn để đối phó với các tiến bộ của phía Nga. Những UAV cỡ lớn vốn thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch tiêu trừ khủng bố ở Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia và Syria thì nay không còn thích hợp cho cuộc giao tranh ở Ukraine. UAV loại lớn đạt hiệu quả lớn nhất trong các không phận không bị tranh chấp trong cuộc chiến bất đối xứng do các UAV này có khả năng bay trong thời gian dài để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và không kích nơi xa. Nhưng những UAV cỡ lớn này lại bộc lộ điểm yếu khi bên tấn công không kiểm soát được bầu trời. Trái lại, UAV loại nhỏ do lực lượng lục quân điều khiển lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong không phận thấp của Ukraine nhờ vào kích cỡ nhỏ và số lượng lớn. Tầng không này nằm giữa lực lượng trên bộ và vùng bay của máy bay ném bom, là không gian hoạt động lý tưởng cho các loại UAV cảm tử, đạn lảng vảng và các UAV thương mại mang lựu đạn để thay thế cho UAV quân dụng. Dominika Kuznetova, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh ETH Zurich nhận định các UAV nhỏ đã tỏ ra hiệu quả nhất trong các nhiệm vụ đơn giản hơn. Chúng cung cấp tai mắt trên bầu trời và giúp những người lính riêng lẻ phát hiện đơn vị đối phương, chỉ điểm cho hỏa lực pháo binh. Điều này làm tăng nhịp tiến và độ chính xác của lục quân, đồng thời hạn chế rủi ro cho các quân nhân. Có lẽ đây là lý do Ukraine đã tung ra một loạt UAV mới, bao gồm Backfire chống gây nhiễu và thiết bị mặt đất không người lái Raytel-S và tàu lặn không người lái Marika. Các loại drone này được cho là mang lại cho Ukraine lợi thế nhận thức tốt hơn về không gian tác chiến và khả năng đánh trúng mục tiêu. Với cách tiếp cận này, Ukraine tận dụng UAV thương mại để nhanh chóng đưa vào chiến trường. Điều quan trọng nữa là Ukraine tự sản xuất được các UAV như thế này thông qua quan hệ đối tác công tư. Được biết, Ukraine có kế hoạch sản xuất hơn 11.000 UAV tấn công tầm trung và tầm xa trong năm 2024, cũng như 1 triệu UAV FPV. Tuy nhiên, điều đó không khẳng định với việc Ukraine sẽ giành ưu thế trước Nga chỉ nhờ vào riêng UAV. Thứ nhất, Nga đang phát triển các chiến thuật và chiến lược chống UAV tấn công của Ukraine. Nga phối hợp phương pháp cũ và mới để xử lý UAV đối phương. Có thông tin cho rằng quân đội Nga sử dụng tân binh tấn công vào chiến tuyến Ukraine, buộc binh sĩ Ukraine phải đáp trả và làm lộ các vị trí có ngụy trang. Khi UAV đã phát hiện ra các vị trí đó, pháo binh Nga sẽ được cung cấp tọa độ để giã dồn dập và chính xác vào mục tiêu. Phương Tây lo ngại rằng trong các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine, số vụ thất bại nhiều hơn hẳn số vụ thành công. Thứ hai, Nga cũng đang tích cực sử dụng UAV, đồng thời tự sản xuất UAV. Khi xét về UAV, dường như Nga đã có lợi thế vượt trội so với Ukraine. Có thông tin cho hay, Nga đang tự chế tạo loại UAV cảm tử nguy hiểm hơn dựa trên UAV Shahed và sản xuất các UAV giá rẻ sử dụng động cơ của hãng AliExpress. Hợp tác với Iran, Nga gần đây đã hoàn thiện xây dựng một nhà máy UAV ở Tatarstan, cách thủ đô Moscow 805 km về phía đông. Ước tính nhà máy này có năng lực sản xuất 6.000 nguyên mẫu Shahed 136, được Moscow đặt lại tên thành Geran-2 vào giữa năm 2025. Với năng lực sản xuất UAV mở rộng như thế này, Nga có thể giải quyết được tình trạng thiếu UAV và giành được lợi thế áp đảo trước Ukraine trên chiến trường. Trong khi đó, Ukraine có khả năng sẽ không theo kịp Nga về mặt này.